Rồi tiếp tục ngày 20 tháng 8 mình chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình ha anh em ha. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha anh em, và nhận hàng khỏi phải trả gì nữa hết. Thì anh em nào chốt hàng á thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại giúp mình ha. Nhiều khi mình đăng cái video xong á mình chạy ngoài đường á anh em thì mình không có nghe điện thoại được, với lại mình không có ghi lại số điện thoại được á, thì anh em nhắn tin khi nào mình trả lời thì mình qua tin nhắn lại thì mình ok chốt hàng với anh em ha. Còn với lại nghe điện thoại không được, với lại tin nhắn nhiều quá mình trả lời không hết á, thì anh em thông cảm giúp mình ha. Đó, có nhiều anh không có trả lời được nè, cũng nhắn tin lại chửi ha. Thì anh em nào mà có xem kênh lần đầu mà lần thứ hai muốn xem kênh mình mua hàng nữa thì anh em cứ đăng ký kênh, và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nữa thì lần sau nữa mình đăng cái video nữa nó mới thông báo cho anh em ha. Rồi, mình giống như là chính đầu tiên cái số 1 nha anh em, một cục sạc ha. Sạc này là pin sạc 10V8 của Magita anh em, có loại pin của máy chuột kia ha. Này nó còn đẹp mà nó bị đè ở đây miếng nha em. Giá là 200k. Cục sạc này thì nó sạc được pin 10V8 dung lượng 5A nha, điện 100V, nhưng mà nó ghi 100V nhưng mà anh em có thể cắm 220 là bình thường ha. Đây mình cắm trực tiếp 220 cho anh em coi ha. Cục sạc này bao sóng nha anh em, số 1 giá 200 ha. Đây mình cắm điện 220 cho anh em coi luôn. Đó. Anh em muốn cắm điện nào thì cắm ha. Đó thì nó lên đèn anh em, khi nào nó sạc nó sẽ đèn đỏ đầy trên đèn xanh ha, còn nó đá xanh đỏ là sẽ lỗi nha nè. Đó thì cục này cũng khá là mới, bản giá 200 ha. Thì cái này là số 1 nha nè, số 1 giá 200 ha. Thì anh em nào cứ chọn sản phẩm phù hợp thì nhắn tin trực tiếp của số điện thoại mình chốt hàng ha. Rồi số 2 là một cái vít nha nè, một cái vít này của Anet nha nè. Anet thì con này nó là đây Anet nè, 7900 cộng 1 BH1 anh em, nhân cho 100. Thì ở đây cái con này nó sẽ cách điện 1000V nha anh em. Cái này thì nó còn đầy đủ hết ha. Cao su đây còn đầy đủ hết ha. Và cái này là đầu BH1 nha anh em, nó dính dơ mình chưa chà nhưng mà nó không có bị tà ha. Thì con này nó có kích thước chiều dài đó anh em. Ở đây ha. Nó là 18,5, dưới đây nó cũng có cho chữ ký hiệu nè anh em ha. Thì cái này giá là 120.000 cho cái vít nè anh em ha. Đó, để 1000V anh em nhìn ha, 1000V cách điện ha. Anet cái này tem đây còn ha, dưới đây nó bị mờ tí xíu nè. Đó giá 120.000 ha, nó bọc cao su luôn tới trên đây nè, từ ngay cho đây ha. Đó tới đây thì giá là số 2 nha nè, 120.000 ha cho cái dít. Rồi số 3 là hai cái lưỡi cưa này, bữa anh kiếm chốt xong anh không chỉ tiền giờ mình lấy mình bán lại nha nè. Vậy thôi, giá 150.000 một cái lưỡi cưa gomboy với một cái lưỡi cưa này dạng chữ T ha, cưa gỗ hết nha nè. Thì hai cái lưỡi này còn chữ hết ha, đều có chữ Made in Japan hết. Đây lưỡi này cũng 2 tấc mốt luôn nha nè, mà nó chữ T ha, xài chữ T này. Còn cái cửa lưỡi này thì anh em gắn vô cái lưỡi cưa tay ha, cũng Shinki Gomboy ha. Đây anh em ha, đó nếu mà nó xài nhiều nó sẽ mở này đi bớt nha, mở khúc này thôi tại vì ở trong đây nó ít xài á, nếu mình xài nhiều sẽ mở này mấy ra quăng này quạt ha. Cái này inox còn bóng chói, thì cái lưỡi này thì nó không có mẻ nha nè, đó sáng răng nó còn đầy đủ ha, nó mới mà. Còn cái lưỡi này thì nó bị một cái răng sát ở trong đây ha, không ảnh hưởng gì nha nè, sát bên trong ở đây nè, đây ha, hai ngón tay mình chút xíu đây, trong xong đây nhiều khi anh em xài cũng không tới, dưới đây chút xíu nữa nhầm chút xíu ra trên đây anh em có thấy nha, này không thấy đó, mình bị khuyết điểm nào mình sẽ chỉ cho anh em rõ ràng. Còn cái này cũng gắn ra bình thường ha, nó bị đè anh em đó. Hai lưỡi này giá là cái số 3 ha, 150.000. rồi số 4 là một cái cây này để anh em đựng cái bùi nhùi hay là chì hàng gì đó, kẹp cái mỏ hàng vô đây để quét nó nè. Này của hơi thương hiệu Hozan hay gì nè, Hozan ha. Đây ha, Ozan ha, Ozan này có thương hiệu sao băng ở đây. Đó, tiện hai ha. Thì đây, đó, thì cái này anh em có thể tháo rời được ha. Và cái chân này á cũng có thể tháo rời này ra nè, tháo rời lấy này ra luôn được ha. Đó, ở đây. Ha, ở đây có hai ngóc nè, anh em lấy cái miếng này lên luôn cũng được ha. Thì cái con này vừa để mỏ hàng ở đây và vừa đựng chì hàng hay là cái để cái bùi nhùi anh em duỗi mỏ hàng cũng được ha. 11 nè, cái chiều này nó là 10 nè anh em. Và chiều cao lên thì nhỏ ha. Cái này thì giá là 180.000 nha anh em. Cho cái số 4 ha. Đó. Đây còn đồ bảo vệ đâu, ở đây anh em đút vô tới đây nó chặn, có này chặn lại không có rớt mỏ hàng được ha. Giá 180.000 cho số 4 nha nè. Rồi số 5 là ba cái chìa khóa nha nè. Ba cái chìa khóa này anh em muốn dặn ốc thường cũng được ha, và dặn cái ốc mà thuộc dạng như giống như ở trong ống dầu á thì nó sẽ có luôn cái này, nhưng mà anh em chú ý là cái đường này rất là dày ha. Đó, và cái đường này rất là dày. Thì đây là cái số này là số 12 số 19 nha nè. Đây số 12 số 19 ha. Ở đây sẽ dính dơ tí và ở đây sẽ dính xét dơ tí nè. Cái này của thương hiệu gì nè, đây nó có gì HA605B ha, để mình mở ở đây coi nó có thương hiệu gì. Cái này của Hozan nha nè, Hozan thương hiệu của Japan ở đây ha. Thì ba cái này mình bán chung giá là 300 nha nè. Một cái này thì sẽ dài, nó một càng bự nó sẽ dài nha, số 5 ha. Và cái này là số này nè. Nó số 14, số 17 ha, số 14, số 17 nè.
đó, số 14 của KTC Tokyo anh em, đây số 14, số 17 ha. Tất cả là đều nó có cái khoảng trống này ha, và cái đây anh em chú ý là nhìn cái này nó rất là dày ha, dày kinh khủng luôn. Đó, cái này số 14, số 17 ha. Đó, Tokyo Sao Băng ha. Và còn cái này thì nó là số 10, số 12 anh em, cũng y vậy luôn. Nhìn anh em nhìn đây rất là dày ha. Và cái đầu dạng ốc của nó là vẫn là sáu cạnh nha anh em, đây. Shutman Volume đây đây ha. Poker ở đây ha, và số đây thì ba cái này nó có kích thước này nè, để mình đo sơ cho anh em ha. Cái này thì nó sẽ là chiều dài của nó là 16.05 ha, và cái dài nhất của nó nè đó, nó là 24.05 ha đó, và cái ngắn nhất của nó là 15 nha nè. Thì cái mấy cái này nó rất là dày và rất là nặng nha nè. Đó thì ba cái này mình bán giá là 300k ha. Đó, cho số 5 nha nè, hôm nay được 7 món. Rồi số 6, số 6 là một cái bộ này nha nè. Một cái số 13 với cái số 11 anh em. Cái này nó có bẻ lên được để cho anh em dặn ở dưới gầm xe rồi ha. Số 13 ha, và cái này số lẻ số 11 nha anh em. Đó, thì cái này hai cái này nó có chiều dài, hai cái này hai cái đuôi nó đều bẻ ha, một cái vòng nha, một cái miệng tròn nha. Đây cái này thì nó có sẽ có chiều dài nó 21 nha, hai cái 21 nha anh em. Thì cái này cũng có chữ Sa Băng này, số 11 ha. Đó, cái này số 13 này nè. Số 13 của Ego ha. Igo số 13 ha. Hai đầu số 13 luôn nha. Dao băng sẽ nằm dưới đây ha. Và hai cái này cũng còn khá là mới, thì cái này hai cái này giá bán giá là 180.000 cho số 6 nha anh em. 180.000 cho số 6 ha. Rồi số 7 là cái bộ chìa khóa này anh em, giá là 550. Cái này thiếu số 19 thôi anh em ơi. Tiếc mà không có số 19. Tất cả cái này là một đầu vòng với đầu miệng đều có tự động hết nha anh em, và có một cái cây thì nó sẽ bẻ được vậy ha. Đó, bẻ được vậy ha. Đó. Thì ở đây là nó có từ số 8 nè, số 10 nè ha, số 11, 12, 13, 14, 17 và 19 ha. Thì có cái thì nó sẽ rất là mới, và có cái sẽ dính dơ tí nha anh em. Mình quay từ cái số lớn tới số nhỏ cho anh em trước ha. Đó, để mình đo sơ là tổng chiều khóa dài ha, này nó là 28 nè. Đó, còn cái này nó là 23 nè. Đó, này nó 18.5. Nói chung là càng xuống nhỏ thì nó sẽ càng nhỏ nhỏ lại tí nha anh em. Đó, cái này là số 22 ha. 22 nha anh em. Đó, đầu diện, đầu miệng, đầu vòng ha. Đây dặn được hết nè. Có tự động nha anh em, dạng ngược lại. Nó thì nữa cái này tất cả cái này nó sẽ chế một bên dày một bên mỏng nha anh em. Còn cái này là hình như là của SK11 nè, đây đúng luôn y chang. SK11 cái này rất là dài ha. Càng số lớn thì nó sẽ càng bự ra, nó càng nặng nha anh em. Bộ này có giá số 7 là 550 ha. Rồi số 22 ha, số 17 nè anh em. Số 17 này nó còn khá là mới ha, của SK11 luôn, còn tem còn bọng đầy đủ luôn á. Đây, đó, cũng vậy ha. Đó. Và hai, đây ha. Rồi cái này thì số 14 anh em. Số 14 thì nó sẽ xài cái đảo chiều ở đây nha nè. Đó, đây ha. Đây ha. Đó, dòng bên đây. Cái này nó gì à? For Red ha. Shimano cái này cũng có thương hiệu hàng SK11 hay gì mà không thấy ghi SK1 có chữ gì thôi. Đó, thì anh em chú ý ha. Và cái này nó tới số 13, số 13 nha anh em. Số 13 này cái này thì nó SK11 rồi anh em, số 13 cũng đầu miệng đầu vòng ha, có tự động nha anh em. Và nó cũng sẽ chế một bên dày bên mỏng để cho em cho anh em phân biệt nó dễ hơn ha. Đây. Đó. Bộ này nói chung khá mới, là tới số 12 nè. Số 12 thì nó có được cái lắc léo này ha, và ở đây cũng SK11 nha nè, ở đầu miệng đều vòng. Và cái này nó cũng có đảo chiều ha, bên dày bên mỏng giống như kia thôi. Rồi cái này số 11 nha nè, số 11 thì nó có ngoại hình vậy. Cái này tự nó như vậy nha nè, cũng có đảo chiều luôn ha, đây. Đó, số 11 này ha. Và không thấy chữ thì chỉ thấy chữ vậy thôi ha. Đây nè. Best Solo. Hàng SK11 có cái vẫn ghi Made in Japan đàng hoàng nha nè. Và cái này là số 8, số 10 ha. Số 8 này thì nó cũng có một cái đầu giống vậy nè, đó, giống vậy, bẻ cong được ha. Đó, và cũng dành tự động, cái này cũng của SK11 nha, còn khá là mới ha. Đây. Rồi cái này là số 10 nha anh em, số 10 này cũng của SK11 luôn ha, xíu cho đó. Cũng có một đầu dày đầu mỏng thì anh em mới dặn đảo chiều được hết. Thì cái bộ này cũng còn khá là mới nha anh em. Rồi số 2 4. À, tất cả là 8 cây giá là 550 nha anh em. 8 cây giá 550 ha. Đây. Là khá đầy đủ số, thiếu cái số 19 thôi. Tiếc quá nhà không có số 19 ha. Giá số 7 là 550 ha. Rồi thì cái số 7 là cái cuối clip rồi. Anh em nào cứ chọn sản phẩm nào phù hợp thì cứ nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại mình để chốt hàng ha. Và mình chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.